장기 치사하게 마리는 한수하게 허리는 조금 대죠 라메야해 피어창니 약실하게 한 번엔 작실하게 한 번엔 정기로 시간 써야 해 Let's go. Where all my bad girls at? Bad girls at? Where all my bad girls at? My turn. Set them on fire. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ.
Một tiết mục không thể nào sôi động hơn, một tiết mục không thể nào bùng cháy hơn được nữa. Vâng, xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Không biết cảm xúc của chị như thế nào khi xem được một tiết mục mà nó bùng cháy mà nó ngợp ngạt đến như vậy hả chị? Tiết mục hôm nay quá xuất sắc. Lúc đầu chị với anh Hoàng ngồi ở trên phòng hóa trang bàn với nhau, ngồi xem băng gốc ấy. Mà bây giờ hát tiếng Hàn này thì có hiểu gì đâu nhở? Hát đúng hay sai cũng thể nào mà biết được. Thế là bọn chị chấm trên tinh thần là cảm xúc. Nếu mà nó có giống thì là cái vũ đạo của bọn em rồi cái cách bọn em diễn này kia thì chị thấy là rất hay. Cara hôm nay đã trở lại phong độ của em. Chị chúc mừng em. Cảm ơn. Em nên cảm ơn Mia vì đã giúp cho em có một cái phần trình diễn phải nói là hai người không có ai đè ai cả mà rất là nâng nhau. Nói chung là một tiết mục hoàn hảo cho kết thúc của vòng 10 hôm nay. Rất nhiều. Đúng rồi, hoàn toàn chính xác. Mặc dù MC chưa mời tôi nhưng mà tôi cứ nói trước này. Thứ nhất là đây là một tiết mục mà gọi là tuyệt diệu về dàn dựng. Thứ hai là tuyệt diệu về trang phục. Thứ ba là tuyệt diệu về vũ đạo. Với lại còn một cái điều thế này này, tiết mục nó diễn ra đến gần hết rồi tôi còn hỏi Mỹ Linh là ai là thí sinh. Bởi vì nói thật là thứ nhất là tôi không có cái quá khứ để xem các bạn. Và tôi thấy hai người đều hay cả, tôi hoang mang với ai là thí sinh. Nó hoàn toàn hòa quyện với nhau. Hòa quyện với nhau. Thế nên là thật lòng mà nói bây giờ bảo ai là thí sinh tôi cũng cho điểm y như cái người kia thôi. Vì hai người hay ngang nhau. Nên là nó không bị cái tình trạng là cái người phụ diễn á làm đè cái người vai chính. Còn gì để chê nữa nào. Cảm ơn giám khảo Lê Hoàng rất là nhiều ạ. Và rõ ràng như mọi người cũng thấy đây là một tiết mục được đầu tư rất là công phu. Và quần áo mình thay đổi liên tục luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chắc cũng tốn kha khá hả? Ít ạ. Bình thường là một mình Cara thi là Cara đã đầu tư tốn khá là nhiều rồi. Ngày hôm nay có thêm chị Mia hỗ trợ nữa thì mình còn tốn gấp đôi đúng không? Gấp ba. Gấp ba luôn nha cả nhà yêu ơi. Vâng ạ. Tại vì đồ chị Mia nhiều nghe em á. Ồ. Tính nhiều hơn á nhưng mà xứng đáng ạ. Quá xứng đáng. Quá hay. Vâng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời anh. Mỗi nghệ sĩ đều sẽ có rất là nhiều những cái tiết mục để chúng ta lựa chọn đúng không? Và cái thông minh của các em khi lựa chọn cái tiết mục này á là các em cân đối cái sức cho nhau. Có những đoạn Mia làm chủ sân khấu đến mức anh hoang mang. Anh nói ủa sao rồi con bé kia đi đâu mất tiêu rồi. Mia đứng đây nó nhảy nó làm quá mà nó làm đẹp quá, nó làm hay quá. Nó cuốn hút mình quá. Thì bây giờ lắc Cara ra phải làm sao đây? Rồi sau đó Cara xuất hiện trở lại và làm chủ sân khấu. Mia lại vào trong để thay đổi trang phục và tranh thủ nghỉ ngơi. Tức là các em cứ luân phiên như thế. Cho nên mỗi người đều giữ được cái nguồn năng lượng cho mình từ đầu bài đến cuối bài. Và không hề thấy các em tỏ ra mệt mỏi. Về cái thần thái của nhân vật thì cũng như thế. Cái đặc biệt anh thích nhất ở hai bạn á, là cái biểu hiện trên gương mặt của mình. Khi mà mình hát á, cái gương mặt và đặc biệt là cánh mắt á, rực lửa. Một cánh mắt nhìn xoáy vào khán giả đang ngồi bên dưới. Cánh mắt cuốn hút tất cả mọi người. Cánh mắt mà có thể là đập bể cái camera đối diện trước mặt em. Cả hai đã hòa quyện với nhau để cho ra một tiết mục kết thúc chương trình hôm nay rất tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất nhiều ạ. Và một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương và Mia.